thì KLC, cái thương hiệu này này. À, đây này mọi người nhìn kỹ nè, đó KLC. Thì thật ra là cái thương hiệu này là cái thương hiệu mà cho chị cảm giác được là nó đúng với nhiều cái tính năng của chị mà chị cần. Dạ. Ví dụ như là thứ nhất là về mặt mà thiết kế, thì thật ra chị thấy những cái thiết kế của những cái thương hiệu khác thì nó rất là bự. Dạ. Nó gồ ghề, nó không có thanh mảnh, nhìn hầm hố lắm em, nhìn như là một con xe luôn vậy. Nhìn nó cũng hơi vự. Còn ở đây thì chị thấy nó gọn bởi vì nó chưa quá được tới hơn nửa mét. Dạ. Nó cũng chưa cỡ đó, là khoảng 1.5 viên gạch thôi. Thứ hai là thiết kế nó là thanh mảnh. Dạ. Thứ ba là màu sắc. Màu sắc chọn thì cái màu sắc mà kiểu mà classic và nó thanh lịch thì chị thích. Rồi cái cuối cùng quan trọng nữa đó chính là cái tính năng của cái máy này. Thứ nhất là nó êm. Vì hồi xưa chị cũng đã từng dùng một cái máy massage của một thương hiệu khác, chị cũng không tiện nói ra, nhưng mà nó làm cho chị bị chóng mặt. Bởi vì theo như là nó không có đo được cái độ chiều cao này, cân nặng nè, cũng như độ tuổi, và nó cũng không có nhiều cái chương bài tập, trình bài tập như là cảm xúc bị stress rồi đau cơ đau vai hoặc cái gì hết, và nó không thể nào tự đo được cho mình. Giống như ở đây mình ngồi lên nó đo mình và nó sẽ tư vấn, cái máy nó sẽ tự tư vấn cho mình một bài tập. Cảm giác như cái ghế thì giống như chị, giống hồi nãy chị nằm thử á, mà chị tưởng giống như mình đang là được bay lên, chân không, rất là êm và rất là nhẹ, và thật sự cảm giác thích thú với nó. I love KLC.